Vào đi. Trưởng phòng cần gặp em. Cô ngồi xuống đi. Tôi nghe nói là cô Đông La đang yêu một phạm nhân ở trong tù. Có đúng như vậy không? Em yêu người trong tù thì sao? Pháp luật có cấm sao? Pháp luật không cấm, nhưng ban giám đốc ngân hàng không bằng lòng. Chuyện này nếu mà lan ra ngoài, cô nghĩ khách hàng sẽ nghĩ như thế nào về ngân hàng của chúng ta? Và uy tín của ngân hàng chúng ta như thế nào? Tôi nghĩ anh và ban giám đốc đã quá lo xa rồi. Uy tín của ngân hàng là ở việc kinh doanh tiền tệ và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chứ không phải là việc tôi yêu ai, người đó như thế nào. Vì đó là quyền riêng cá nhân của tôi. Đúng, đó là việc riêng của cô. Nhưng cô là nhân viên của ngân hàng này, cô nên nhớ là như vậy. Ban giám đốc nhắc cô phải suy nghĩ cho kỹ và chấm dứt ngay cái mối quan hệ này trước khi nó quá muộn. Thôi, cô có thể về làm việc được rồi. Mày đã nói gì với trưởng phòng nhân sự và ban giám đốc ngân hàng hả? Tao nói gì? Mày không nói, vậy sao họ biết chuyện tao yêu người trong tù? Có chuyện đó thiệt hả? Tao không có nói thiệt mà. Mày không phải chối nữa đâu. Chuyện tao yêu anh Quốc Cường, cả cái ngân hàng này chỉ có một mình mày biết thôi. Tại sao bây giờ mày lại nói cho cả ngân hàng này biết vậy? Mày có còn là bạn của tao nữa hay không? Tao đã nói là không có nói thiệt mà. Mày đừng có nghi quan cho tao như vậy. Tao thề đó. Mày không nói, vậy thì ai nói chứ? Có khi nào ba mẹ và chị Đông Quanh nói hay sao? Không lẽ ba mẹ và chị Đông Quanh muốn tao thất nghiệp hả? Thì đó, mà cũng vô lý thiệt. Lại đi ra khỏi phòng rồi. Chồng ơi là chồng. Không biết ông xe ôm đó ông có bám theo hay không nữa. Hay nhận tiền rồi, rồi ở nhà ngủ với vợ nữa. Alo. Ông ta dẫn cô ta đi mất tiêu rồi. Anh nói sao? Ông ta dẫn con nhỏ ra đi mất hút rồi hả? À, đúng rồi. Anh làm ăn sao vậy? Đã bám theo được thì phải bám theo cho bằng được chứ. Dạ, tôi xin lỗi. Lỗi phải gì? Dạ, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng bám theo ông ta. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Dạ. Con người ta có tiền nói chuyện thấy ghét.
Em nè, anh định bàn với em là anh sẽ mở cho em một cái shop gì đó em buôn bán để em vui. Ý em làm sao? Đó là việc của em, anh cứ để em tự lo. Trời, sao em cứ coi anh như người dân vậy? Không người dân mà cũng chẳng ruột thịt. Mà em cũng báo cho anh biết là em sẽ quyết định lấy chồng. Anh đừng quan tâm tới em nữa. Thôi mà em, em cứ như vậy hoài anh biết phải làm sao đây. Cảm ơn anh tất cả những gì dành cho em, nhưng đây là một cuộc tình tội lỗi. Em muốn gặp anh ở đây là cũng để nói với anh như vậy. Nếu có kiếp sau thì mình sẽ gặp lại nhau. Làm gì có kiếp sau mà em nói. Mà em nè, anh thôi, anh cho em về đi. Kìa em, sao em cứ sắt đá danh hoài vậy? Sao? Em nó không chiều hay sao mà ổng về sớm quá vậy? Cô ăn nói cho cẩn thận tử tế đi nha. Ông sống có tử tế hay không mà ông kêu tôi phải ăn nói tử tế? Ông đứng lại đó. Ông. Bây giờ ông đi theo con rết rồi, nên ông không còn tôn trọng tôi nữa phải không? Gieo nhân nào gặt quả đó, ông biết chưa hả? Alo, tôi nghe. Thật không? Ở đâu? Nhà ở đâu vậy? Đường số mấy? Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Chị đã nói với trưởng phòng nhân sự ngân hàng vì vậy em yêu anh Quốc Cường đúng không? Ờ, chị nói đó. Chị không thể thấy em lao xuống vực mà không cứu. Vậy nếu ngân hàng đuổi việc em thì chị thương em hay chị hại em vậy? Nè, chuyện gì vậy hai đứa? Không có gì đâu mẹ. Thôi, đi ăn cơm. Tới giờ ăn cơm rồi. Chị cần gặp ai? Tôi cần gặp ông bà Đông Cát. Ba mẹ tôi trong nhà, mời chị vào. Mời chị. Ba mẹ, có chị này muốn gặp ba mẹ nè. À, vậy à? Nhà cửa như vậy mà còn đi làm gái sao? À, chào cô. Chào cô. Mời cô qua ngồi uống nước rồi chúng ta nói chuyện. Vô đi. Con, chuẩn bị nước nha. Mời cô ngồi. Không biết hôm nay cô gặp chúng tôi có việc gì mà hình như chúng tôi chưa hân hạnh được biết cô. Chuyện này thì có lẽ ông bà nên hỏi cô tiểu thư xinh đẹp ngoan hiền của ông bà đi. Tôi nghe tên trùng tên thì cũng không dám tin là cô ta. Một thiên sứ áo trắng như vậy sao? Cô nói như vậy là sao? Có chuyện gì vậy Đông Quanh? Dạ con... Con... Xin lỗi ông bà. Có lẽ là tôi phải trả lời thay cho cô ấy. Tôi là vợ của ông Trương Tứ, giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Trương Tứ. Hôm nay tôi đến đây là để báo cho ông bà biết con gái của ông bà có quan hệ bất chính với chồng tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Không biết ông bà có biết chuyện này hay không mà không dạy dỗ con gái của mình. Cô à, chắc là cô nhầm lẫn với ai hay không? Con gái chúng tôi tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhầm lẫn hả? Tôi nói cho ông bà biết, con gái của ông bà ngày ngày nói là đi làm nhưng thật ra là phóng xe tới bãi xe của siêu thị, gửi xe ở đó rồi lại lên xe của chồng tôi để đi chơi. Chính tôi đã bắt quả tang hai người mây mưa trong khách sạn. Tôi đã có cảnh cáo nhưng cô ta vẫn chứng nào tật đó. Nếu không tin thì ông bà có thể hỏi chuyện cô ta. Đây là tờ biên bản tôi đã bắt chồng tôi ký khi cô ta đã mây mưa với chồng tôi ở khách sạn. Còn đây là những tấm hình mà thám tử tư của tôi đã chụp được hai người đi với nhau. Đông Lá đâu? Con cái như vậy là hết nói rồi. Đông Quanh đâu? Đông Quanh! Đông La! Đông La đâu rồi? Dạ.
Gì đó quanh chị? Con lên lầu gọi chị con xuống đây cho ba. Nhưng mà chị khóa trái cửa phòng rồi, con gọi chị không có được. Chắc ông bà cũng đã hiểu vì sao thái độ của ta lại như vậy rồi. Thôi, tôi về cho hai ông bà dạy con. Không lẽ một trưởng phòng giáo dục như ông, một hiệu trưởng như bà đây mà lại không dạy được con sao? Tôi nói cho ông bà biết, nếu hai ông bà không dạy được con của mình, để cô ta đi phá hoại gia can của người khác, thì hãy để tôi dạy thay cho ông bà. Đến lúc đó, ông bà đừng trách sao tôi không nói trước. Trời ơi là trời, con ơi là con. Đông Quỳnh, mở cửa mau. Đông Quỳnh, mở cửa. Đông Quỳnh nè, mở cửa cho ba. Mở con cửa nghe bà nói coi. Không vậy? Đông Quỳnh nè, ông ơi, sắc không gọn được chui mà. Thôi ba, ba đừng đánh chị mà ba. Thôi mà ông. Chị em gì? Thôi mà ba. Để ba cho nó một cân. Còn con muốn chết hay sao mà con ngồi đó? Quỳ xuống xin lỗi ba đi. Ba ơi, con xin lỗi ba mà. Nè, tại sao con làm như vậy? Tại sao không dám nói gì với cô ta mà ngồi chui rút trong phòng vậy? Cô ta nói vậy có đúng hay không? Người ta đã bắt quả tang tại trận rồi, còn đúng sai gì nữa mà hỏi. Con có biết thằng đó nó có vợ rồi chưa? Hả? Hay là nó lừa con? Dạ, anh ấy nói là đang ly thân, chuẩn bị ly dị vợ. Trời ơi. Mẹ, vậy thì con tin nó hay sao? Mẹ gọi cái thằng đó đến ngay cho ba. Gọi ngay. Ba ơi ba, con xin ba vậy? Con biết lỗi rồi ba ơi. Con xin lỗi mà ba. Lỗi phải gì? Con có biết cha mẹ luôn tự hào về công dung ngôn hạnh của con không? Vậy bây giờ con để công dung ngôn hạnh của con là như vậy đó hả? Mẹ không ngờ con làm ba mẹ thất vọng đến như vậy. Tại sao con lại hư đốn như vậy hả Đông Quanh? Bây giờ con muốn cái gì đây? Đứa thì yêu sống yêu chết với thằng tù trung thân, đứa thì đi giật chồng người ta. Tụi con có muốn để cho ba mẹ sống đi ngửa mặt nhìn đời với người ta nữa hay không? Một người con gái xinh đẹp giỏi giang như con, lẽ nào không lấy được một người chồng danh giá hay sao mà phải giật chồng người khác? Nếu sau này con có một người chồng mà ai đó giành giật người chồng của con nghĩ sao hả? Không lẽ mới qua hai cuộc tình thất bại mà con mất hết niềm tin, con sống buông thả như vậy sao? Thôi, bà đừng có nói nữa. Bây giờ bà có nói cái gì á cũng không vào được cái đầu của nó đâu. Cứ để cho nó suy nghĩ rồi nó tự quyết định lấy cuộc đời của nó đi. Hoặc là để cho người đời dạy dỗ nó. Trời ơi, vô phúc mà, vô phúc quá. Nghe chưa, nghe chưa? Liệu cái hồn mà sống mà ngửa mặt nhìn đời nhìn người, nghe chưa? Cô tìm đến nhà người ta làm gì? Thì ra nó trốn ở trong phòng để thông báo cho ông biết sao? Sao ông không đến đó để cứu nó?
Cô vừa vừa phải phải thôi nha. Người ta đã thôi rồi, cô đến đó quậy làm gì nữa? Thôi hả? Thôi mà còn bám riết nhau như Sam vậy hả? Thôi kiểu gì vậy? Kiểu như vậy đó. Cô không chịu được á thì đưa đơn đi vậy đây, tôi ký cho. Thì ra mục đích của ông chỉ có như vậy thôi sao? Được, tôi sẽ ký đơn ly dị. Nhưng mà trước tiên tôi phải làm cho ông thân bại danh liệt, làm cho con đó tiêu tan nhan sắc. Ông hiểu không? Tôi thách cô đó. Khỏi thách. Đúng là làm cha mẹ khổ thiệt. Chưa hết chuyện của em thì đến chuyện của chị. Mẹ cứ nằm suốt từ trưa đến giờ, không chịu ăn uống gì hết. Em đừng nói nữa được không? Nhưng em càng thương chị thì lại càng xót xa cho ba mẹ quá. Vậy em chấm dứt chuyện của em đi. Sao chị không chấm dứt chuyện của chị trước đi? Em nói thiệt, em chẳng thà ở vậy, chứ không thể nào yêu chồng của người khác như vậy được. Chị đã từng bị người ta cướp người yêu, không lẽ chị không hiểu nỗi đau của người đàn bà khi bị người ta cướp chồng hay sao? Chị nói là em đừng nói nữa được không? Không chuyện nào giống chuyện nào hết. Không giống thì khác nhau ở chỗ nào? Sao em không thấy? Em không cần phải thấy. Trường Tứ, chuyện gì? Đơn ly dị nè, ông ký đi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cái này là cô muốn đó nha. Tôi biết mà. Ông là người vô tình vô nghĩa. Ông sẵn sàng dứt bỏ vợ con, dứt bỏ tất cả. Tôi sẽ không dễ dàng ly dị với ông đâu. Anh ấy đã có tất cả rồi, nên phụ bạc con hết lần này đến lần khác. Anh ấy đòi ly dị với con để đi với người khác như vậy đó ba. Ba không ngờ thằng Trương Tứ nó lại tệ hại như vậy. Tại con. Con sợ anh ấy mất chức. Mà mất chức cũng có nghĩa là mất nguồn thu nhập. Hơn nữa, con nghĩ là mình có thể cảm hóa được anh ấy, thuyết phục được anh ấy. Nhưng mà con không ngờ là ngựa cứ quen đường cũ. Con muốn ba cho anh ta một bài học thật đích đáng, để anh ta phải nhớ đời. Còn con, nói thiệt, con ly dị cũng được. Sống với người ở nhà là chồng mình, ra đường là chồng người khác. Con ngán tới tận cổ rồi. Con à,
Đưa lên thì dễ, nhưng mà đưa xuống thì không phải dễ dàng đâu con. Ít nhất chồng con phải bị kỷ luật gì đó thì ba mới đưa xuống được. Trong khi chồng con làm việc rất tốt. Vậy rồi sao hả ba? Con phải làm sao? Chuyện vợ chồng chỉ nên vợ chồng giải quyết với nhau là tốt nhất con à. Nói vậy là ba không muốn giúp con sao? Không phải là ba không muốn giúp con, nhưng chuyện vợ chồng là chuyện tế nhị. Người ngoài, nhất là ba mẹ, mà lấy cái quyền của ba mẹ để mà can thiệp vào thì ba thấy không hay đâu. Con hãy lấy tình cảm dịu dàng của một người vợ để khuyên can chồng, lấy hạnh phúc gia đình con cái để thức tỉnh chồng. Như vậy ba thấy tốt hơn. Thì lâu nay con đã làm như vậy, nhưng mà anh ta càng ngày càng làm tới. Cái gì cũng phải có mức độ chứ ba. Con Dung có xéo lắm nó cũng quằn, huống chi là con. Ba là đàn ông, ba đâu hiểu hết nỗi khổ tâm, nỗi bất lực của người đàn bà như con. Không phải là ba không hiểu con, mà con nên hiểu một điều như vậy. Đàn ông, nhất là có chức có quyền, có tiền trong thời buổi hiện nay, thì không bao giờ tránh chuyện họ bồ bịch con à. Nói vậy là ba lại khuyên con chịu đựng sao? Lần này con nhất định, con nhất quyết sẽ ly dị anh ta. Coi kìa, con nói như vậy không được. Con nói như vậy thì làm sao mà hàn gắn được cái chuyện tình cảm vợ chồng đấy chứ. Nhưng tình yêu và hạnh phúc là phải đến từ hai phía. Tại sao người phụ nữ cứ phải chịu đựng, còn đàn ông thì được tự do sống theo bản năng của mình như vậy? Ba không chịu giúp con, con sẽ tự làm lấy hết tất cả. Thôi, được rồi. Ba sẽ nói chuyện với chồng con như hai người đàn ông thật thụ. Nhưng mà con đừng làm quá lên như vậy. Lửa đỏ mà đổ thêm dầu thì chỉ có tiêu tan hết thôi con à. Mình bây giờ biết làm gì để sống và sống như thế nào đây? Mình sẽ trả lại cho anh ta, hay là sử dụng tiếp những đồng tiền này đấy? Alo. Phải mày không? Sao giọng nghe buồn hiu vậy? Có gì vô đâu mà không buồn. Sao cứ nói cái giọng chán đời như vậy? Thôi, đi uống cà phê với tao đi. Mọi chuyện đều nhẹ như lông hồng hết. Tao không đi đâu. Sao vậy? Hay mày đang gặp chuyện gì rắc rối phải không? Nói cho tao nghe đi, tao gỡ rối cho. Thôi, khi khác đi. Bây giờ tao không hứng thú gì hết. Chán mày ghê vậy đó. Thôi, cứ ngồi đó mà ôm nỗi buồn đi cưng. Dạ. Thưa ba cho gọi con. Là đàn ông với nhau, tôi thông cảm cho anh. Nhưng ở cương vị của anh mà làm như vậy cũng thấy mất mặt tôi quá. Dạ, con biết là mình có lỗi, nhưng mà trong chuyện tình cảm cũng khó nói lắm ba. Ý anh muốn nói là anh không còn tình cảm với con gái tôi chứ gì? Vậy giờ anh đã làm gì có lỗi với anh? Hay là anh đi ra ngoài rồi anh thấy ai cũng hơn vợ mình? Sao anh không trả lời được tôi chứ gì? Đó là thói trăng hoa, ham của lạ, ích kỷ của người đàn ông, anh biết chưa?
Ở đời thằng đàn ông nào cũng ham muốn như nhau, kể cả tôi cũng như vậy. Nhưng điều để người đàn ông này hơn người đàn ông kia là ở nhân cách, ở lòng tự trọng, biết quý trọng, nâng niu những gì mình đang có. Tôi nghĩ là anh hiểu ý tôi. Dạ, con hiểu ba. Còn nếu con gái tôi nó quá tệ, anh không thể chấp nhận một người vợ như nó, thì anh ly dị đi. Ly dị rồi sống cho đàng hoàng vào, để con cái của anh không phải xấu hổ với bạn bè của nó bởi vì có một người cha như vậy. Ba, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì cũng thường thôi. Mày quên đi, chẳng qua đó cũng chỉ là một tai nạn nghề nghiệp thôi mà. Nghe mày nói tao rợn cả người á. Đã ăn dụng á thì phải có gan. Hơn nữa, có nghề gì mà kiếm ra đồng tiền mà không phải đòi hỏi sức lực, công sức, cả trí thông minh và sự ranh mãnh nữa. Thôi, tao chịu. Vậy mày tính ngồi bó gối ăn bám ba mẹ mày sao? Ăn bám mà nói gì? Tao đang định kiếm một việc gì đó để làm cho vui, mà vẫn chưa biết làm gì đây. Nói kiếm việc á thì tao thua rồi. À, tao hỏi mày nha, tao tính là mở quán cà phê gì đó bán có được không mày? Mày tính bán chơi hay là bán thiệt vậy? Bán là bán, chứ sao là bán chơi hay bán thiệt? Tao thấy á, nhiều quán cà phê mở ra không phải để bán cà phê đâu. Cà phê mở ra không bán cà phê thì bán gì? Để hẹn hò chứ gì. Tao rành nói chuyện này lắm mà. Đó là chuyện người ta, còn tao á là tao làm ăn chân chính. Làm ăn chân chính á thì đói. Mày cứ mở ra đi rồi biết. Tao chỉ cần đủ tiền thuê nhà, tiền thuê nhân viên và tiền tao ăn hàng tháng là đủ rồi. Vậy mà cũng không dễ đâu. Mà tao thấy á, quán cà phê mở ra nhiều, rồi dẹp cũng nhiều nữa. Ờ, mà mày á, có biết pha chế hay buôn bán gì không mà mày đòi mở quán cà phê? Ờ thì tao thuê. Vậy thì mày từ lỗ tới phá sản thôi. Chưa gì mà nói chuyện xui xẻo không à. Nhưng mà đó là sự thật. Mày phải á, suy nghĩ tỉnh táo về cái việc này. Ừ, tao biết rồi. Nè a. Nè a. Không, không. Hai đứa ăn xong chưa? Xong rồi thì lên làm học bài đi, để cho ba mẹ nói chuyện. Bây giờ chia tay nhau, con cái, đứa nào ông nuôi rồi đứa nào tôi nuôi. Cô không cần phải quan tâm là ai nuôi. Nếu như cô nuôi á, thì tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho tụi nhỏ. Cô đừng có đầu độc cho tụi nhỏ. Ông nói vậy là sao hả? Là do tôi trai trên gái dưới hay là do ông? Ông đứng lại đó. Mấy hôm nay không gặp con đó thì mà ông cứ mặt nặng mày nhẹ như đưa đám chứ gì. Ông mà còn gặp nó lần nữa thì tôi sẽ mạng đổi mạng với ông đó. Tôi không nhân nhượng với ông như trước đây nữa đâu. Cô muốn làm gì thì làm, không cần phải nói với tôi. Ông cứ chờ đó. Con, từ nhỏ tới giờ con có biết buôn bán gì đâu mà bây giờ đòi mở quán cà phê. Dạ thì nghề dạy nghề chứ lo gì mẹ. Với lại đó cũng không phải là công việc khó khăn hay phức tạp gì đâu.
Chắc nó cũng đã biết lỗi và muốn phục thiện. Nếu mình không giúp con, hóa ra mình lại đẩy nó vào bước đường cùng hay sao? Thôi được rồi, nếu con muốn vậy để mà tính nha. Không biết anh có bám sát họ hay không, chứ tôi không tin là họ không đi chung với nhau nữa. Cô không tin đó là chuyện của cô, nhưng tôi không thấy họ đi với nhau nữa thì tôi nói không thấy. Mà thôi, bây giờ tôi không muốn làm nữa, tôi xin nghỉ. Cô trả tiền cho tôi đi. Làm ăn cái gì mà cứ đòi nghỉ hoài vậy hả? Anh cứ cái bệnh sĩ đó, suốt đời cứ nghe hoài cho coi. Anh cứ theo dõi thêm một tháng nữa đi. Nếu mà họ không còn đi với nhau nữa, tôi sẽ yên tâm. Tôi sẽ trả tiền cho anh đầy đủ, không thiếu một xu. Bây giờ tôi giúp cô một tháng nữa. Nhưng mà cô dùng người á, thì phải tin người chứ. Cũng tùy người mà tin chứ anh ơi. Biết đâu khi tôi trả anh nhiêu đó, rồi ông ấy hay cô ta đưa cho anh nhiều hơn thì sao? Đúng không? Tuy tôi nghèo khó thiệt, nhưng giàu lòng tự trọng hơn cô nghĩ. Chào cô. Bé! Đóng cửa. Nghèo mà bày đặt làm phách. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao mà em gọi mãi mà vẫn không liên lạc được? Hay em đã đổi số rồi? Không lẽ em lại đoạn tình đoạn nghĩa với mình vậy sao? Alo, tôi nghe đây. Alo. Alo. Chắc bà ta muốn kiểm tra xem mình có ở phòng làm việc hay không. Được, muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra. Hoàng đối với mình như vậy, vậy tại sao mình vẫn không quên được Hoàng? Sao Hoàng về mà không cho ai biết hết? Đã vậy mình có nên gặp lại Hoàng không? Bé ơi,
ơi bác. Con chào bác. Cô muốn tìm ai vậy? Có phải là anh Hoàng với bác hai đã về rồi không ạ? Ý cô nói chủ nhà cũ ở đây hả? Ủa, bác nói vậy là sao? Không lẽ bác hai đã bán căn nhà này rồi hả? Họ bán lại cho chúng tôi cũng cả năm nay rồi. Bà có biết là họ bán nhà xong rồi đi đâu không? Chúng tôi mua nhà thì chỉ biết mua nhà thôi, chứ chuyện đó không có hỏi. Dạ, cảm ơn bác. Không có gì. Vậy là bác hai và Hoàng bán nhà đi đâu vậy? Về nước cả năm rồi sao không cho ai biết hết? Mình thì đã đành, còn bạn bè thì tại sao? Tại sao Hoàng cứ như là biến thành con người khác vậy? Tại sao? Hoàng có cần thiết phải đối xử với mình tệ bạc tới vậy không? Cả bác hai nữa. Tại sao bác hai cũng không cần quan tâm tới mình, dù chỉ là một câu nhắn gửi hay là giải thích gì đó thôi? Mình có đáng bị đối xử như vậy hay không? Nên anh không thể lo lắng chăm sóc cho em. Quen anh, em sẽ khổ đó đâu la.